Xin chào các bạn. Hôm nay kênh YouTube Khoa Tài Liệu Xây Dựng xin kính giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái ngôi nhà được làm bằng cây xanh. Thực ra đây là một cái quán cà phê. Thoạt nhìn thì đang thấy được cái khuôn viên bên ngoài. Quán tên là Cây Gừa 166. Có giá sẵn luôn, thể hiện một cái sự rất là rõ ràng, thật thà của người miền Tây để khách có thể biết giá trước khi vào uống. Này cũng có thể gọi là một trạm dừng chân bởi vì nó nằm trên quốc lộ 1A, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Thì tổng quan quán là gồm có 25 cây dừa được trồng thành 6 hàng để tận dụng những cái khoảng cách treo võng luôn, khỏi phải làm cột sắt. Bên ngoài có những cái trụ bê tông đỡ để bắt đèn, và có một cái điểm tựa để tối chủ quán người ta đóng cửa thôi, để kéo cái lưới rào lại. Nhưng ngoài ra ban ngày rất là thông thoáng. Chúng ta sẽ vào bên trong để khám phá thêm. Theo được lời cô chủ quán giới thiệu thì mấy cái cây này cô đã trồng được khoảng 18 năm và tính toán từ ban đầu. Nói chung là cũng nói vô tình thôi, để trồng đại mà nó thành cái điểm để mình cột võng luôn, khỏi phải trồng thêm trụ. Các cái vị trí võng có thể làm tăng hoặc giảm theo có những cái dây, ví dụ như mình tích nó cao hoặc nó dài hơn thì tăng cái dây lại. Vào mùa Tết hoặc là mùa cuối tuần rất là đông. Hôm nay mình đi vào thứ ba nên quán vắng, tiện cho việc quay phim hơn. Thì lúc có một số khách ngại trong cái việc quay phim. Trên có hàng bàn trống. Trưa bây giờ hiện tại đang là 12 giờ trưa, nhưng mà rất là mát mẻ, khí rất là trong lành. Số các hình ảnh. Quý vị nào muốn làm cho mình một cái không gian thư giãn thì có thể làm ít lại 6 cây hoặc 4 cây thì cũng rất là bắt mắt. Mình xin hết. Chị em có thể bấm đăng ký kênh để nhận được những cái video tiếp theo. Sẽ giới thiệu những cái mô hình nhà cây hoặc là những cái kết cấu khác. Mình cảm ơn.